Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hỏa hoạn xảy ra tại một nhà hàng buffet đặt ở tầng hầm tòa nhà VicoStone 167 Hoàng Ngân, Hà Nội khiến nhiều người tháo chạy. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Tú có số điện thoại 0378 3 số cuối 662. Công an Lai Châu bắt đối tượng thu mua hơn nửa tạ rắn hổ mang, chăn và cất giấu tại nhà. Phản ánh của khán giả Phạm Minh Trang có số điện thoại 0978 3 số cuối 374. Một bảo vệ trốn truy nã 20 năm và bị phát hiện khi lên truyền hình nhận tuyên dương khen thưởng vì thành tích bắt cướp. Phản ánh của khán giả Nguyễn Anh Hà có số điện thoại 0374 3 số cuối 665. Một cây dừa trổ đến 12 đọt ở Cà Mau thu hút được nhiều sự chú ý của người dân. Phản ánh của khán giả Phùng Minh Nguyên có số điện thoại 0374 3 số cuối 741. Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật được tái chế từ bìa các tông qua chia sẻ của khán giả Phạm Linh Ngân có số điện thoại 0975 3 số cuối 354. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà hàng thuộc tòa nhà VicoStone 167 Hoàng Ngân khiến cho người dân hoảng loạn bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 4. Vào thời điểm trên, lửa bắt nguồn từ khu vực bếp ăn bên dưới tầng hầm. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều tới hiện trường 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để tổ chức dập lửa. Người dân cùng nhân viên nhà hàng cũng nhanh chóng hỗ trợ di chuyển các vật liệu dễ cháy nổ như bình ga ra phía bên ngoài tòa nhà để đảm bảo an toàn. Nhựa xe ô tô đỗ bên cạnh khu vực xảy ra đám cháy cũng được các chủ xe nhanh chóng điều đi. Và sau khoảng 30 phút thì đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cũng trong ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt một đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 4, tại km 1+700, tỉnh lộ 135 thuộc địa phận bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Tam Đường, Công an xã Nùng Nàng phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1984 ở bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, điều khiển xe máy biển kiểm soát 25B185777 đang vận chuyển 3 cá thể rắn hổ mang, nghi rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B, có tổng trọng lượng khoảng 10kg. Mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đạt tại số nhà 234, bản Tả Làn Than, Phòng Cảnh sát Kinh tế thu giữ thêm 1 cá thể rắn nghi là rắn hổ mang chúa, 20 cá thể rắn hổ mang và 4 cá thể chăn có tổng trọng lượng gần 60kg. Đạt khai nhận đã thu mua số rắn hổ mang và chăn trên của người dân từ nhiều nơi trên địa bàn để gửi về xuôi bán kiếm lời. Trước đó, ngày 11 tháng 4, tại khu vực nhà điều hành thủy điện Nậm So 2, bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang Giàng A Di, sinh năm 1984, ở bản Can Hồ, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, về hành vi vận chuyển 1 cá thể rắn hổ mang, nghi là rắn hổ mang chúa. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ vụ 9 đối tượng sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại thôn Rạch Giá, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện và bắt giữ vào ngày 10 tháng 4, để bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục xử lý theo quy định.
Thông tin ban đầu được biết, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, tổ công tác đồn biên phòng Long Sơn, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện 11 đối tượng ngụ tại các địa phương của Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Bình. Trong đó có 2 người không có súng, mang theo 14 khẩu súng bắn đạn nhựa và một số trang thiết bị khác tụ tập để đánh trận giả với mục đích quay phim, chụp hình tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Qua điều tra xác minh ban đầu, các đối tượng khai nhận các khẩu súng trên đều được mua từng bộ phận thông qua mạng Internet, rồi về lắp ráp lại với nhau, tổ chức tập trận để thỏa mãn sở thích cá nhân. Đồng thời, xác định 14 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, bị cấm sử dụng. Căn cứ hành vi vi phạm, đồn biên phòng Long Sơn, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng có súng bắn đạn nhựa về hành vi sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm và tạm giữ toàn bộ số tang vật để phục vụ công tác điều tra và làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, chiều 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP HCM xử sơ thẩm lần 3 và tuyên phạt 19 năm tù đối với Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1958, ngụ quận Bình Thạnh, về tội giết người. Sau khi gây án, đối tượng này đã trốn truy nã 20 năm và bị phát hiện khi lên TV nhận tuyên dương vì thành tích bắt cướp. Đây là vụ án đã qua nhiều lần xét xử, mở ra rất nhiều phiên tòa cả hai cấp. Được biết, sau khi gây án vào năm 1994 đến năm 1995, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đồng phạm của Tân là Nguyễn Đình Thanh Lâm 3 năm tù và Nguyễn Long 2 năm tù cùng tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Minh Tân, sau khi gây án đã bỏ trốn. Ngày 28 tháng 11 năm 1994, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Tân về tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Quá trình bỏ trốn, Tân thay đổi họ tên thành Võ Minh Hùng và làm phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Năm 2014, Tân tham gia bắt cướp, được vinh danh trên chương trình Tỏa sáng giữa đời thường. Tháng 8 năm 2014, bà Nguyễn Thị Tuyết Linh, em gái nạn nhân, ngồi xem chương trình trên TV thì phát hiện người tên Võ Minh Hùng rất giống Nguyễn Minh Tân. Bà Linh đã báo công an và đến ngày 12 tháng 9 năm 2014, Tân ra đầu thú. Sau hai lần xét xử sơ thẩm, đến lần thứ ba này, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội giết người, xâm phạm tính mạng người khác, ảnh hưởng an ninh trật tự, bị cáo không thành khẩn, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có phần lỗi, bị cáo cũng có nhiều thành tích trong công tác địa phương nên đã tuyên bị cáo mức án trên. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 11 năm 1994, Tân ngồi uống bia cùng Nguyễn Đình Thanh Lâm, Nguyễn Phi Long, Trịnh Khánh Hải, Lý Kim Long, Đỗ Thiện Lân và một số đối tượng chưa rõ lai lịch trước hẻm phố 1, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Đến khoảng 2 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1994, Tân kêu Lâm điều khiển xe máy đến chỗ bà Nguyễn Thị Phiên là người bán cháo vịt và bán lẻ xăng ở vỉa hè Điện Biên Phủ để đổ xăng nợ nhưng bà Phiên không đồng ý. Cháu của bà Phiên là Nguyễn Cảnh Tặng cãi nhau với Lâm nên bị Lâm lấy chai bia đuổi đánh nhưng anh này chạy thoát. Lâm quay ra đập bể tủ kính của bà Phiên, sau đó Lâm về kể lại cho nhóm bạn nghe rồi cùng nhóm bạn đến chỗ bà Phiên gây sự. Lúc này, Nguyễn Long cùng vợ đi ngang qua, đứng xem thì có một thanh niên trong nhóm Tân mượn bật lửa để châm lửa hút thuốc nhưng không trả lại nên giữa Long và thanh niên này cãi nhau. Long bỏ đi thì bị 4-5 người thanh niên không xác định được chạy đến nắm cổ áo đòi đánh. Long chạy lấy cây tầm vông rượt đuổi đánh số thanh niên này nhưng bị họ lấy cây sắt, dao tự chế và cây gỗ đánh lại nên Long chạy về nhà. Hay tin Long bị đánh, hai người anh của Long là Nguyễn Lân và Nguyễn Liễng chạy ra đánh nhóm thanh niên và bị nhóm này đánh làm Lân và Liễng nằm bất động trên đường. Mẹ của Long, Lân, Liễng đưa Lân đi cấp cứu nhưng Lân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Tại phiên tòa lần này, bị cáo cho rằng mình không phạm tội giết người nhưng đề nghị được hỗ trợ tiền mai táng cho phía bị hại vì tình bạn bè. Và khi được nói lời cuối cùng, bị cáo xin xem xét lại và xin được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình. Mới đây, đoạn clip người bảo vệ lén lút rút tiền ở cây ATM của người phụ nữ khiến cho không ít người bức xúc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Và cụ thể là người phụ nữ áo xanh đã vào cây ATM để thực hiện giao dịch.
Có lẽ gặp trục trặc nên chị này đã rút thẻ và sang cây ATM bên cạnh. Lúc này, một người bảo vệ đứng bên trong cửa kính đi qua đi lại, ngó nghiêng về phía cây ATM bị lỗi. Và sau đó, ông ta mở cửa, tiến lại cây ATM này, lén lút rút tiền của người phụ nữ vừa bị lỗi giao dịch rồi đút túi. Trong khi người phụ nữ vẫn đang loay hoay rút tiền, bảo vệ liền đánh lạc hướng, giả vờ quan sát, sửa chữa cây ATM. Và thấy người phụ nữ không chút nghi ngờ, ông ta liền bỏ vào bên trong. Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước sự tham lam của ông bảo vệ này. Hiện video vẫn gây chú ý trên các trang mạng xã hội. Nhiều người tin rằng với bằng chứng là đoạn video do camera an ninh ghi nhận được, thì người đàn ông này sẽ sớm nhận hậu quả thích đáng. Thưa quý vị, khi thành phố Nha Trang tạm hoãn các chuyến bay đi đến từ nước Nga do tình hình chiến sự, khiến cho lượng du khách quốc tế giảm hẳn, đã ảnh hưởng rất nhiều tới ngành du lịch của Nha Trang. Trong đó thì phải kể tới những người mưu sinh bằng nghề chạy xích lô điện, một phương tiện mà du khách quốc tế vốn ưa thích để tham quan thành phố biển khi tới Nha Trang. Và khi không còn khách thì những người hành nghề chạy xích lô điện đã phải đổi nghề chở khách du lịch bằng nghề mới, đó chính là chạy tiếp thị quảng cáo cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhằm kiếm thêm thu nhập để trang trải hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Theo ghi nhận vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022 của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914 trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Một đoàn xích lô điện gắn các biển quảng cáo đặt trên xe chạy nối đuôi nhau thành hàng để tiếp thị quảng cáo cho một đơn vị kinh doanh mà trước đây loại phương tiện này chuyên phục vụ khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài để tham quan tận mắt vẻ đẹp của thành phố biển cũng như cuộc sống thực tế của người dân Nha Trang. Đây được coi là hành động nhằm thích ứng trước việc không còn khách du lịch nước ngoài để mong kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, thay thế cách tiếp thị quảng cáo trước đây mà các đơn vị kinh doanh thường chỉ sử dụng những nhân viên của mình để làm việc này. Thưa quý vị, sau sáp nhập thì nhiều thôn tổ dân phố bị thừa nên nhà văn hóa bị bỏ hoang. Do lâu năm không sử dụng, không được quản lý tốt nên nhiều nhà văn hóa ở các thôn và tổ dân phố ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, do bỏ hoang không sử dụng, nhà văn hóa đã hoang tàn, rêu phong và tình trạng viết vẽ bậy lên tường đã diễn ra ở nhiều nơi. Sau khi sáp nhập thôn, địa phương đang dư thừa hàng loạt nhà văn hóa thôn và cũng phải chịu cảnh hoang phế xuống cấp, nhưng chưa có hướng xử lý. Trong khi người dân có nhu cầu đấu giá làm nhà kho, xưởng sản xuất, nhưng địa phương thì không thể giải quyết. Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị thôn, tổ dân phố, đến nay toàn tỉnh đã giảm được gần 700 thôn, tổ dân phố ở các địa phương. Điều này đồng nghĩa với số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố tương đương đang bị dư thừa. Cùng với đó là hàng trăm nghìn mét vuông đất bị bỏ hoang. Nhiều năm nay, những câu chuyện về công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở còn nhiều bất cập. Giờ đây vẫn còn rất nhiều nhà văn hóa xây xong, gần như bị bỏ không hoặc rất ít sử dụng. Điều này đã gây nên sự lãng phí và vẫn là bài toán khó của một số địa phương. Nhiều nhà văn hóa xóm mới được đầu tư xây dựng, nhưng sau sáp nhập gần như không đáp ứng được nhu cầu do dân số của xóm tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt tập trung của xóm. Nơi thừa nhà văn hóa nhưng không dùng đến, nơi lại thiếu, không có để sử dụng, rất lãng phí. Hiện nay nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn đang chờ hướng dẫn về việc sử dụng, quản lý các thiết chế văn hóa sao cho đúng mục đích. Nhưng có lẽ phải rất lâu nữa, bài toán này mới có câu trả lời chính xác. Thông thường thì mỗi cây dừa chỉ có một đọt, tuy nhiên vẫn có một số cây dừa đột biến được vài đọt. Và mới đây thì cây dừa ở khóm 1, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau có tới 12 đọt là điều hiếm thấy từ trước tới nay tại vùng đất này.
anh Lê Phước Thái, khóm 1, phường Tân Xuyên là chủ nhân mới của cây dừa độc đáo này. Cây dừa ban đầu mọc ở tỉnh Kiên Giang, do thấy cây dừa độc đáo nên anh đã mua về trồng tại vườn kiểng của nhà mình. Tổng số đọt đếm được đến thời điểm hiện tại là 12 đọt. Cây đang tiếp tục phân đọt lên 14 và đang cho ra hoa kết trái. Do là cây dừa lạ nên hàng ngày có nhiều người đến xem và đã có người trả giá 130 triệu đồng nhưng anh Thái vẫn chưa bán. Gồm có 12 đầu và mà lúc mà đem về thì nhìn kỹ lại có thể đột biến lên là 14 đầu. Đây nó đang chuẩn bị ra chỗ ra 2 đầu nữa. Định trồng cho nó đột biến thử coi nó hết tất cả được bao nhiêu đầu để sau này coi ở mình vườn kiểng mình lại có một cây là để đột biến để cho mọi người tham quan. Hàng ngày anh Thái gia công chăm sóc cho cây dừa với hy vọng nó có thể ra thêm nhiều đọt hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, từ những vật liệu có thể tái chế, rất nhiều sản phẩm hữu ích, thậm chí là cả một tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra từ những đôi bàn tay khéo léo. Đơn cử như anh Nguyễn Hoàng Hải ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tận dụng giấy các tông bỏ đi, kết hợp với bột giấy và một số nguyên liệu khác để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có tính ứng dụng cao. Khoảng 4 năm trước, khi anh Hải còn làm việc tại một xưởng gỗ, anh có cơ duyên gặp và làm việc với một người Pháp làm về việc các tông tổ ong. Anh thấy tò mò nên tìm hiểu rồi dần thích thú, đam mê nên anh bắt đầu sáng tạo ra những sản phẩm từ bìa các tông cũ như bàn, ghế, tượng cho bộ sưu tập riêng của mình. Các sản phẩm chủ yếu của anh Hải là các loài động vật, thời gian để mỗi tác phẩm được hoàn thành là khoảng 1 tháng và các công đoạn đều được làm tỉ mỉ bằng thủ công. Đầu tiên là mình phải vẽ cái con vật đó ra. Mình vẽ con vật đó ra, mình muốn làm kích thước bao nhiêu theo ý của mình đó, mình bắt đầu mình dựng thành cái cốt. Cái cốt mình cũng từ những cái giấy cà tông này nè, mình cắt gáp, mình dán lại cho nó tương đối hình giống như con vật mình muốn làm. Sau đó mình cố định cái khung sườn cho chắc. Rồi mình cũng dùng cái bọc giấy cà tông, mình trộn với những nguyên liệu như là bột chất tường, keo sữa, bột năng. Đó, mình kết cấu hình một cái hỗn hợp rồi mình đắp lên để mình tạo hình. Sau công đoạn tạo hình, bột đã khô cứng, lúc đó mình mới trà nhám, sau đó muốn sơn theo ý mình, muốn sơn gì mình sơn, là hoàn thiện sản phẩm. Toàn bộ nguyên liệu bìa cắt tông hay bột giấy mà anh sử dụng được thu mua từ các tiệm tạp hóa hay từ nhà xưởng của công ty. Từ các nguyên liệu đơn giản như trên, nhưng tính đến nay anh đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm độc đáo, lạ mắt, đa dạng, từ bàn ghế, tượng Phật đến các con vật trang trí trong nhà. Cái khó khăn là mình không được học qua trường lớp mỹ thuật, không được bất cứ thầy nào dạy cho mình cái cách điêu khắc này kia. Nên mình làm, mình cứ nhìn theo hình mình làm thôi. Cứ hư tới đâu thì sửa tới đó. Cứ làm thế nào mình thấy ưng con mắt mình thì mình ngưng lại. Anh Hải chia sẻ, những sản phẩm làm từ bìa các tông thân thiện với môi trường có trọng lượng nhẹ hơn những sản phẩm làm từ những vật liệu truyền thống như gỗ hay bê tông, nên dễ dàng vận chuyển và độ bền. Nếu sử dụng trong nhà thì có thể kéo dài lên đến 10 năm hoặc hơn nữa vẫn có thể được. Hồi trước làm với ông Pháp thì có sức đi Pháp, còn bắt đầu làm ở đây thì đa số ở đây thì khách hàng người ta thích, nhưng mà cái người mà đến với mình để mà mua món hàng của mình thì có ít lắm. Hiện tại nguồn khách bây giờ người ta đặt online, người ta lâu lâu người ta điện thoại mình rồi người ta coi quá trình mình làm tới đâu rồi để kiểm tra hàng. Hiện mỗi sản phẩm của anh Hải tung ra thị trường được bán với giá từ 3 đến 14 triệu đồng. Và hiện tại, anh sẵn sàng chia sẻ bí quyết cho những ai có niềm đam mê với nghề này để trong tương lai sẽ có nhiều người biết đến những sản phẩm từ bìa cắt tông. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 15 tháng 4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà hàng thuộc tòa nhà VicoStone trên phố Hoàng Ngân, Hà Nội. Khi khói bốc cao nghi ngút khiến nhiều người sợ hãi bỏ chạy, nhân viên cùng với người dân đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển các vật liệu dễ cháy như là bình ga ra phía ngoài tòa nhà để đảm bảo an toàn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng hiện đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.
phản ánh từ giả Nguyễn Văn Tú, số điện thoại 0378 và số cuối 662. Ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt một đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật. Mở rộng vụ án này, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại bản Tà Là Than, Tam Đường, thì Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thu giữ thêm một cá thể rắn nghi là rắn hổ mang chúa, 20 cá thể rắn hổ mang, 4 cá thể chăn, tổng trọng lượng là gần 60 kg. Phản ánh của khán giả Phạm Minh Trang, số điện thoại 0978 và số cuối 374. Ngày 14 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ vụ 9 đối tượng sử dụng các đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện bắt giữ ngày 10 tháng 4. Căn cứ hành vi vi phạm, đội biên phòng Long Sơn, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng có súng bắn đạn nhựa về hành vi sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm và tạm giữ toàn bộ số tang vật phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc này. Phản ánh khán giả Quang Anh, số điện thoại 0963 và số cuối 233. Chiều ngày 14 tháng 4, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm lần 3, tuyên phạt 19 năm tù đối với Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1958, ngụ quận Bình Thạnh về tội giết người. Cụ thể, sau khi gây án, đối tượng này đã trốn truy nã 20 năm, bị phát hiện khi lên TV nhận tuyên dương về thành tích bắt cướp. Tại phiên tòa lần này, bị cáo cho rằng mình không phạm tội giết người, nhưng đề nghị được hỗ trợ tiền mai táng cho phía bị hại vì tình bạn bè. Và khi được nói lời cuối cùng, bị cáo xin xem xét lại, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Phản ánh của khán giả Nguyễn Anh Hà, số điện thoại 0374 và số cuối 665. Khi thành phố Nha Trang tạm hoãn các chuyến bay đi đến từ nước Nga do tình hình chiến sự khiến lượng du khách quốc tế giảm hẳn, ảnh hưởng rất nhiều đến ngành du lịch của tỉnh. Trong đó, phải kể đến những người mưu sinh bằng nghề chạy xích lô điện, một phương tiện mà du khách quốc tế ưa thích để tham quan thành phố biển khi đến với Nha Trang. Và cụ thể, khi mà không còn khách, những người hành nghề chạy xích lô điện đã đổi nghề, chở khách du lịch bằng nghề mới, đó là chạy tiếp thị quảng cáo cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhằm kiếm thêm thu nhập, trang trải hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Chia sẻ với khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Sau sắp nhập, nhiều thôn tổ dân phố bị thừa nên bị nhà văn hóa bỏ hoang. Do lâu năm không được sử dụng, không được quản lý tốt nên nhiều nhà văn hóa ở các thôn tổ dân phố ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Và đặc biệt, do bỏ hoang không sử dụng, nhà văn hóa đã bị hoang tàn, rêu phong và các tình tiết vẽ bậy lên tường diễn ra ở nhiều nơi. Phản ánh từ giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Thông thường thì mỗi cây dừa chỉ có một đọt, tuy nhiên thì vẫn có một số cây dừa đột biến được vài đọt. Nhưng mới đây, cây dừa có một phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau lại có tới 12 đọt là điều rất hiếm thấy từ trước đến nay tại vùng đất này. Hiện cây đang tiếp tục phân đọt lên 14 và đang cho ra hoa kết trái. Do là cây dừa lạ nên hàng ngày có rất nhiều người đến xem. Có người đã trả 130 triệu đồng nhưng mà chủ nhân thì vẫn chưa bán. Phản ánh khán giả Phùng Minh Nguyên, số điện thoại 0374 3 số cuối 741. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện thoại đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.